Vâng, xin được chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và như các bạn thấy thì mấy hôm trước thì mình có hướng dẫn cho tất cả các bạn cách ra vách những cái máy chip A12, A13 rồi đúng không ạ? Bằng uncover ra vách trực tiếp luôn. Tuy nhiên thì mình nhận được rất là nhiều phản hồi từ các bạn, đó là lúc thì có thể là các bạn mở ra bị văng. Tức là khi mà các bạn tải về trực tiếp ấy thì có những bạn là mở ra giống như mình bây giờ này. Đấy là mở uncover ra cái là nó văng luôn. Và ở đây thì mình cũng vừa gặp cái trường hợp này. Nhưng mà sau khi mình tải cái uncover từ cái An Store ấy thì mình mở ra rất là hoàn toàn, rất là ok. Và các bạn có thấy là mình có thể ấn vào jailbreak rất là ngon đây. Và sau khi jailbreak ấy thì các bạn lại gặp một số cái lỗi. Đầu tiên đó là cái bản V4.0.0 ấy thì các bạn bị cái lỗi là khi mà chúng ta vào tải app ở trong App Store ấy thì các bạn tải nhưng mà đến cái đoạn cuối ấy, thì lại không có thể tải về được, nói chung là không thể cài đặt để sử dụng app được. Cái lỗi thứ hai đó là cái lỗi mà các bạn không thể nhận được cái thông báo ở trên những cái app mặc định, ví dụ như là tin nhắn này, hoặc là iMessage, hoặc là những cái app, nói chung là những cái app mặc định, các bạn không hề nhận được một cái thông báo gì cả, mặc dù đã gửi nhận tin nhắn bình thường. Vậy thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để chúng ta tải uncover về để jailbreak một cách rất là ok này. Rồi là sửa lỗi thông báo thôi. Còn cái lỗi mà tải app trên App Store ấy thì từ phiên bản 4.0.1 đã được sửa lỗi rồi các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào hướng dẫn nhé. Các bạn có thể thấy cái máy của mình hiện nay thì chưa được jailbreak này. Và mình vào CDA hay uncover thì có một bản uncover này thì bị lỗi này. Còn phiên bản này mình fix được thì mở ra bình thường. Và bây giờ thì bắt đầu video thì mình sẽ xóa những cái thứ này đi. Mình sẽ xóa những cái uncover và unserver đi để mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lại từ đầu nhé. Video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trên MacBook. Còn cái cách mà để hướng dẫn ở trên Windows ấy thì bắt buộc phải Windows 10 trở lên. Mình thấy ở trên thủ thuật iOS có một cái bài viết nó cực kỳ là chi tiết và cụ thể, mà mình nghĩ rằng là bạn nào xem cũng có thể làm được. Vậy cho nên thì mình sẽ để cái link nó ở bên dưới phần mô tả. Nếu các bạn đề nghị mình làm hướng dẫn thì có lẽ là mình sẽ cài gỡ cái Win 7 của mình và cài lại Win 10 để hướng dẫn cho các bạn. Nhưng mà video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn ở trên MacBook để cho nó dễ dàng hơn các bạn nhé. Nó dễ làm hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào MacBook để làm hướng dẫn cho các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào Safari hoặc là Chrome cũng được. Ở đây thì mình đang dùng Chrome này. Và mình truy cập vào địa chỉ đó là anstore.io như thế này các bạn nhé. Đấy, sau khi truy cập vào thì các bạn sẽ thấy là có một mục download ở đây. Có thể là Windows hoặc là macOS. Trên Windows thì các bạn tải ở đây thì mình không nói rồi. Ở macOS thì các bạn kích vào đây. Đấy, và nó sẽ tải một cái file unserver. Đấy, sau khi tải xong rồi các bạn kích chuột phải và các bạn chọn show in folder, mở trong tệp ấy, và các bạn kích đúp vào. Đấy, kích đúp vào giải nén ra thì sẽ có một cái file là unserver ở đây các bạn này. Đấy, và các bạn lúc này ấy, thì các bạn sẽ mở cái unserver này lên. Đấy, và các bạn chọn open. Đấy, thì như này unserver đã được mở ra và nó ở trên góc này các bạn này. Trên góc này có một cái là unserver. Đấy, phiên bản hiện nay của unserver thì mình ấn vào mình xem phiên bản thì phiên bản 1.2.1. Đấy. Và để cách cài như thế nào? Đầu tiên, để cài được unserver một cách thành công ấy thì các bạn lưu ý cho mình một số điều này. Đầu tiên ấy thì các bạn sẽ mở cái mail của các bạn ra. Cái mail này các bạn này, trong cái mục lunpad ở đây này sẽ có một cái mục là mail. Đấy. Và trong cái mục mail này thì các bạn sẽ đăng nhập một cái mail vào. Trong cái mục mail này thì có thể là các bạn chưa đăng nhập một cái tài khoản gì thì ở đây các bạn vui lòng vào mail này và tài khoản này. Đấy, và các bạn có thể đăng nhập bất kỳ một cái tài khoản nào vào đây các bạn nhé. Ở đây thì mình đã đăng nhập cái tài khoản của mình vào đây. Và sau đó thì là sau khi đăng nhập xong thì các bạn sẽ vào mail này, preference. Đấy, và các bạn vào cái mục là quản lý plugin. Đấy, và các bạn lúc đầu thì cái mục này nó chưa bật lên như này. Đấy, và sau đó thì mình sẽ kích vào đây để bật lên và mình sẽ chọn apply và khởi động lại mail. Đấy, và sau đó là sẽ là xong các bạn nhé. Sau đó thì các bạn để cái mail như thế này và sau đó các bạn sẽ cắm cáp kết nối cái iPhone của bạn với MacBook nhé. Rồi khi các bạn cắm vào mà thấy là có sạc như này là ok và máy cũng đã nhận rồi. Nếu như mà máy hỏi tin cậy không thì các bạn nhớ tin cậy nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào unserver này và mình chọn install unserver và mình sẽ chọn iPhone của mình. Sau đó các bạn sẽ nhập một cái tài khoản và mật khẩu vào đây. Mình sẽ nhập tài khoản của mình nhé. Cái tài khoản này thì các bạn vui lòng nhập những cái tài khoản mà không có cái xác minh hai lớp ấy các bạn. Rồi, và sau khi nhập tài khoản mật khẩu xong các bạn chọn cài đặt. Rồi, lúc này các bạn sẽ chọn continue. Đấy, và trên góc thì các bạn có thể thấy là đang cài đặt App Store tới dương iPhone.
Đấy, như vậy là đã xong. Trên MacBook thì báo là đã cài đặt thành công, và trên máy, trên điện thoại thì chúng ta đã có thấy uninstall đây. Và lúc này MacBook nhiệm vụ là hết. Bây giờ mình sẽ mở iPhone lên nhé. Lúc này thì các bạn thấy là cái uninstall ở ngoài màn hình đây rồi đúng không ạ? Nhưng mà mở ra thì lại không mở được. Thì các bạn sẽ phải vào ở trong cái mục cài đặt của chúng ta, cài đặt chung và cài đặt cấu hình ở bên dưới các bạn nhé. Và sau đó các bạn sẽ chọn cái mục là cái tài khoản mà các bạn vừa nhập ấy, và các bạn chọn tin cậy, và các bạn có mạng, kết nối mạng để tin cậy nhé. Đấy, sau khi kết nối mạng xong thì các bạn đã có thể mở uninstall ra. Và có thông báo hay không thì mình nghĩ là không cần thiết. Rồi, bây giờ bước tiếp theo chúng ta làm gì đây? Chúng ta sẽ mở Safari và chúng ta sẽ lên cái mục là uncover.dev. Các bạn sẽ vào cái trang chính thức của Uncover đây các bạn nhé. Đây, uncover.dev này, và mình sẽ đi. Ở trong địa chỉ này thì cái phiên bản mới nhất của chúng ta là phiên bản 4.0.2. Ở đây thì các bạn có thể chọn giao diện sáng hoặc tối này. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ tiến hành download luôn. Và chúng ta sẽ kích vào download. Các bạn lưu ý là ở đây download là download file IPA chứ không phải là download để cài trực tiếp. Cho nên là các bạn tải ở đây là lưu ý là tải IPA nhé, chứ không phải là cài trực tiếp đâu. Muốn cài được cái này là chúng ta phải thông qua cái uninstall đấy mới cài được. Và chúng ta đợi một chút để tải xong cái phiên bản 4.0.2 này các bạn nhé. Sau khi tải xong như vậy thì chúng ta sẽ chọn mở trong file. Đấy, và các bạn có thể thấy là ở đây thì có một cái phiên bản là UnderSimod 4.0.2 ở đây đúng không ạ? Và các bạn sẽ kích giữ vào ở đây. Đấy, và các bạn chọn mục chia sẻ. Sau đó các bạn sẽ chọn mục là copy tới uninstall nhé. Bạn nào mà không thấy thì bạn kích vào more này. Và các bạn sẽ thấy là copy tới uninstall ở đây. Rồi, sau khi các bạn copy đến đây thì nó sẽ cho cái cửa sổ này để chúng ta nhập cái tài khoản vào. Nhưng mà nếu như bạn nào mà không thấy cái mục này ấy, mà nó chỉ báo lỗi là không thể kết nối tới uninstall ấy, could not connect to uninstall, thì các bạn vui lòng là kết nối lại cái wifi. Cái wifi này phải trùng với cái wifi mà lúc nãy các bạn kết nối ở trong cái MacBook mới được các bạn nhé. Đấy, và sau đó thì các bạn sẽ đăng nhập vào. Các bạn đăng nhập cái tài khoản và mật khẩu đúng như lúc nãy mà các bạn đăng nhập ở trên MacBook các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ chọn code và các bạn đợi cái dòng này nó loát nó chạy một chút thôi. Rồi, như vậy là của mình đã cài OK Uncover ở đây. Còn nếu như bạn nào không cài được ấy thì các bạn vui lòng gỡ cái uninstall này các bạn này. Lúc nãy mình bị gặp một cái trục trặc, đó là cái quá trình nó chạy loát ở đấy có lúc là không được, cho nên là mình đã xóa hẳn cái uninstall và mình cài lại từ trong MacBook ra ấy, thì lại được. Và bây giờ các bạn có thể mở Uncover ra và ra back được rồi. Để đảm bảo cái sự thành công ấy, nếu như các bạn mà mở ra không được thì các bạn tắt máy, bật lại rồi tải lại xem thử có được không nhá. Thứ hai nữa đó là trong cái mục cài đặt. Bạn nào mà đang bật cái mục cài đặt 3G ở đây này thì các bạn vui lòng tắt hết 3G các bạn nhé. Các bạn đưa về cái chế độ gọi là chế độ máy bay này. Thoát hết tất cả những cái ứng dụng mà đang chạy nền. Các bạn thoát hết đi. Có một cái cách tiếp theo đó là các bạn thoát cái tìm iPhone này các bạn này. Các bạn tốt nhất là các bạn nên tắt cái mục Find My iPhone này các bạn. Nếu như bạn không được thì các bạn tắt đi nhé. Còn ở đây mình ok nên mình sẽ không tắt. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ mở cái Uncover của chúng ta lên. Và nếu như các bạn ấn liền mà không được ấy thì các bạn tắt máy, bật lại và đợi khoảng 30 giây sau bật xem có được nhé. Ở đây thì mình sẽ chuyển sang cái màn hình sáng, vì mình nghe nói là cái màn hình sáng này thì dễ thành công hơn. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành ra back. Đấy, như vậy là ok rồi các bạn nhé. Máy mình thì ra back này là ra back lại, cho nên là mình sẽ ok cái thì nó sẽ restring luôn. Còn bạn nào mà ra back từ đầu ấy thì lần đầu nó sẽ báo cái gì đấy 10/30, nó sẽ báo lỗi và các bạn nhấn ok để restart lại. Và sau khi restart lại các bạn lại ấn một lần nữa là ok. Rồi, bây giờ mình ra back xong rồi với CDA thì chắc chắn là mình sẽ mở lên được. Và sau khi ra back như thế này và mình sẽ thử lấy cái máy của mình nhắn tin sang bên này để xem thử là có nhắn tin được không các bạn nhé. MGH này. Đấy, mình đã gửi tin nhắn rồi. Bây giờ thì bên kia máy kia cũng nhận được rồi đấy, nhưng mà các bạn thấy đấy, nó chả có cái thông báo gì cả. Và bây giờ mình sẽ phải mở cái tin nhắn lên này thì mới thấy cái tin nhắn ở đây. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa lỗi thông báo này này. Đầu tiên các bạn sẽ vào CDA, các bạn vào một nguồn, các bạn thêm cho mình một cái nguồn như này, repo.charit.com. Rồi, các bạn thêm nguồn. Sau
Sau đó thì các bạn sẽ vào mục các nguồn này, rồi các bạn vào mục Charit, các bạn Terminal Support và New Term ở đây, các bạn chọn cài đặt nhé. Rồi sau khi cài xong thì các bạn chọn khởi động lại Shrinkbot. Ok. Sau đó các bạn sẽ vào mục New Term. Các bạn sẽ đầu tiên các bạn sẽ nhập lệnh như sau này. Các bạn sẽ nhập lệnh là SU. SU viết thường như mình và các bạn chọn return. Sau đó các bạn gõ là ALPNE. Viết thường như mình. Khi đánh thì nó không hiện ra cái gì cả đâu, nhưng mà các bạn cứ đánh đi, xong rồi các bạn chọn return. Sau đó các bạn sẽ nhập lệnh là LD restart. Và các bạn chọn return. Bây giờ thì máy sẽ restring lại. Đấy, lúc này thì ok. Bây giờ mình sẽ lấy cái máy bên này nhắn tin sang bên kia để test lại cái tin nhắn các bạn nhé. GIGIHH này. Đấy, các bạn thấy chưa? Ở bên này thì đã có thông báo tin nhắn rồi và chuông kêu bình thường các bạn nhé. Vâng, và như vậy là video hôm nay thì mình đã hướng dẫn cho tất cả các bạn cái cách để chúng ta tải Uncover làm sao để mở ra Javax một cách thật là ok, và cũng là sửa lỗi thông báo ở trên A12, A13 đã Javax các bạn nhé. Mình hy vọng là những cái phiên bản sau của Uncover thì sẽ tự động fix những lỗi này thôi, chúng ta sẽ không cần phải fix thủ công như thế này nữa. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.